Hello, thân chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với căn gian bếp của mình ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng vào bếp ăn cái món đó là gà chiên sốt cay nha các bạn. Và gà chiên sốt cay, gà chiên sốt me. Mình làm hai loại. Rồi bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Là nguyên liệu đây là gà để làm sốt me. Còn gà này nó sẽ làm gà cay. Gà cay này là mình lấy cái phần ức gà mình làm, còn phần gà này là mình làm cánh gà mình làm gà cánh gà sốt me các bạn. Cái phần me đây mình đã ngâm mọi người, ngâm cho nó ra cái nước me nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một ít gia vị nữa nha, cả các thành phần mà mình chuẩn bị nữa các bạn. Đây là dầu me, nửa muỗng bột ngọt, còn này một muỗng bột ngọt ở một muỗng hạt nêm, một muỗng cà phê nha các bạn. Còn này á là nửa muỗng bột ngọt và hai muỗng đường. Rồi còn này là tép tỏi, thì mình sử dụng cái phần này cho hai cái thố này, một thố là xào cay và một thố rang me. Cho nên á đây có thành phần me, ớt, tương ớt bình thường của mình á, còn tương cà, cái này tương ớt Hàn Quốc, cái này ớt bột. Rồi bây giờ mình sẽ bầm cái này và mình sắc ớt nha các bạn. Ăn chiên cái phần ức gà đó các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay mình chế biến hai món, một món là gà sốt me và một món là gà sốt cay. Hai cái này là một cay một chua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng mời tất cả mọi người ăn chung với mình nha. Thì cái món gà này á, bữa mình thấy trên mạng á, nó cũng là một thời rần rộ luôn các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới có dịp mình làm, mình ăn thử. Bây giờ mình sẽ mời tất cả cùng ăn với mình nha. Thật sự nhìn thấy là chảy nước miếng các bạn ơi. Vẫn chưa thấy gì cay. Nhưng mà ăn một chút xíu, nó thấm, nó có vị the the. Cái này Henry ăn được. Có vị chua chua của cà, thơm của vị tương ớt, cái vị mè hòa vị với nhau, có cảm giác the the đầu lưỡi nữa. Cái thịt gà thì á, thịt ức này nhiều thịt lắm, cho nên á
Khi mà các bạn làm không khéo á, khó chế biến cái đồ ăn á, như lần trước mình làm á, cái món kia kìa, ăn nó bị khô các bạn. Nhưng mà cái này á, mình ăn mình không có cảm giác khô. Mình nghĩ là chắc có lẽ là do cái có một lớp áo bột ở ngoài á, cho nên ở phía trong nó không có bị khô các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bên cái cánh gà nha mọi người. Cánh gà chắc phải dùng tay thôi. Cái này là hồi nãy mình thấy nó khô rồi mà mình gán cho nên nó bị đổ màu luôn các bạn. Chua, đúng chất chua luôn á. Cái này ai mê ăn chua là nó sải. Cái da nó còn rất là giòn. Còn cái này bên đây á, thì mình đổ vô sớm cho nên nó da nó bị mềm. Cái còn cái này á, thì mình đợi cho đến khi mà nó gần cạn rồi bắt đầu mình mới bỏ vô. Nãy mình thấy là nó vừa rồi, nhưng mà do cái phần mỡ á, trong thịt gà nó ra, cái mình nhìn mình thấy có nước, mình tưởng là nó còn nước, nhưng mà tới khi đổ ra thì bị khét. Ngon. Thêm miếng nữa các bạn ạ. Mình khoái ăn cái cánh hơn là ăn cái phần đó. Chua chua ngon quá. Này ăn gà không luôn. Cái này gà này gà. Cái vị chua chua của nó làm cho mình ăn không bị ngán. Chắc có lẽ là do nãy mình ăn no cho nên mình mới ăn có chút xíu mình cảm giác nó ngán. Chua quá, chua lắm luôn á. Bây giờ mình ăn tiếp tới cái phần gà cay. Gà cay nè, theo mình nghĩ nha là nó phải cay hơn nữa, nó phải cay hơn như thế này nữa. Nhưng mà vì mình sợ ông xã mình không ăn không được, cho nên khi hồi nãy mình bầm ớt á, mình nó chưa lại, mình không bỏ hết, chưa lại một miếng. Cái này là mồi nhậu hết sảy các bạn. Thêm vài lon bia nữa ha. Đúng bạc. Ăn chút xíu rồi thôi. Bây giờ vô thay đồ cho Henry, cho Henry đi chơi. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ quay video ngắn. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Cái món này chút xíu sau mình đi chơi về mình sẽ ăn tiếp. Ok, thân chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Bye bye, nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình với nhé. Thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có ngày tạm biệt vui vẻ. Bye bye.